tội của Lê Văn Việt này, xin bà con hãy tha thứ cho ta. Khai quang báo xe. Không có người dân nào cũng làm trộm cướp, không có người dân nào cũng chống lại triều đình, trừ khi triều đình quá bức bách dân. Bọn dân đen phản loạn mà lại là trách nhiệm của triều đình. Nhưng nếu luật nước không nghiêm thì triều đình sẽ mất cả lòng dân. Mà là lũ sâu dân một nước đang từng ngày đục khoét lòng dân. Tất cả chỉ là vu cáo. Xem đây, có chín cái đầu cũng không cứu nổi. Hoàng phủ giao cho ta tấn việc biên hải, việc giặc và nay ông chính là giặc. Tôi chẳng hề ơ hào, dù kia là một đồng kẻ. Tôi hoàn toàn liên kết. Một cục trụ vốn còn khó nhổ. Cái giao dân giữa một góc trời như này cũng quyền hành, có khác gì chất đất cho rồng, nối ruốt cho hổ. Mở kho phát triển cho dân, miễn thuế cho những người có công khai khẩn. Nhưng theo thiết thấy, ân huệ đó của tướng công vẫn chưa được thi hành. Làm quan mà làm loạn lòng dân, kẻ tham quan có phải chính là giặc? Người dân gian chỉ trông chờ một chủ tướng đủ sức bảo vệ. Ngài mà ông thả ta ra cũng sẽ là ngài cũng khổ khốn nạn trong đó. Nếu mình không nghĩ không đến bắt áo mão ông đang mặc ai mà của dân. Yeah.